đi học xa. Thì ra em đang ngồi trên chiếc xe đạp của ai không phải ai. Anh như muốn tắt luôn công tắc gật đầu. Vì trông thấy em đang cười đùa cùng ai khác. Không cần thể trách em chọn ai đó, hai mình đã có cái gì đâu. Người ta duyên nhiều tiền cao to muốn phần hơn anh, ôi rồi ôi. Hết lát chưa? Mẹ vừa gọi điện về ăn cơm. Mà từ từ đã. Phải về ăn cơm thôi, không mẹ đánh đấy. Mẹ đánh đau đấy. 30 tuổi vẫn sợ đấy bình thường. Nhưng mà thôi, gọi rồi. Bye bye mọi người nhé, đi về ăn cơm đây. Không thì muộn mất bà. Nhân cuối tuần đi đâu chơi đấy? Đẹp trai này. Cậu chào chú. Cậu chào chú, lần đầu tiên con được lên like của chú. Thủ sóng mạnh quá. Truyền cho chú một chút. Truyền cho chú một chút. Gì nhỉ? Gia trưởng nào. Chú ơi, con chào chú, con vui quá, lần đầu tiên con được lên like của chú. Chú cho con một phút để con thở đấy nhá. Con vui quá, con run quá chú ạ. Trời đất ơi. 30 giây thôi. Vâng, 30 giây ạ chú, vâng, vâng, vâng. 30, 29, 28, 25, 23. Ok nào. Vâng. Theo con tiêu chuẩn bạn gái là sẽ như nào là bây giờ hợp thời nhất nào? Tiêu chuẩn bạn gái của con là tóc không được bết chú ạ. Đấy, đầu tiên là cái tóc mà phải cái răng cái tóc là góc con người chú ạ. Bây giờ tóc bết thì làm sao mà phù hợp tiêu chuẩn con được. Ôi giời ơi. Đấy chú ạ, cái tiêu chuẩn đầu tiên là tóc không được bết. Rồi. Còn nhiều tiêu chuẩn lắm, chú muốn hỏi tiêu chuẩn gì nữa không ạ chú? Ba cái gì? Ba cái à chú? À, tiếp theo là không được hôi lách. Ôi giời ơi chú ơi. Không được. Này. Nhưng mà những cái vấn đề đấy là gì nhỉ? Là do sinh ra thế rồi thì sao? Vâng, nhưng mà không, những cái đấy có thể cải thiện được chú ạ. Đấy, tại vì là ngày trước con có người yêu cũ ấy chú. Trời ơi, con gặp phải cái cô người yêu cũ đấy là cô ấy bị hôi nách. Con ám ảnh từ trước đến giờ luôn. Thế là con nghĩ rằng là bản thân của mình sẽ phải cải thiện cái đấy trong cách cô người yêu tương lai. Thế là con, bây giờ con mà có người yêu ấy thì là con sẽ chỉ cần đi lướt qua thôi. Đấy, sẽ ngửi được cái mùi đấy. Nếu mà ai mà có mùi đấy thì con cũng sẽ bỏ. Còn ai mà không có mùi đấy thì con sẽ lấy chú ạ. Ok, tiếp nào, và... cái cuối cùng. Cái cuối cùng là phải yêu thương con và khen con đẹp mỗi ngày chú ạ. Phải mê con mỗi ngày chú ạ. Đấy, chồng gọi là phải nghe như kiểu là chú ấy, chú và anh Âm, anh Dương đó. Ôi trời ơi. Tiêu chuẩn này cũng hy vọng là sẽ tương lai con cũng sẽ gặp được một cái người, chắc là con nhân già đấy, thì hy vọng em ở trong tương lai thì em cũng sẽ gặp được một cái người mà hợp lý nha. Thế nhà em ở đâu ấy? Dạ em ở Vĩnh Phúc ạ. Ở đâu?
Em ở Vĩnh Phúc ạ, gần gần với chỗ nhà anh đấy ạ. À, Vĩnh Phúc ạ, ok. Và anh ơi, khi nào... À thôi chú đi, con ít tuổi hơn chú. Chú ơi, khi nào chú lên đây xong con dẫn chú đi Tam Đảo chú nhá. Ok. Và... là một trong một cho 5 điều hay ở Tam Đảo nè. Nên đi nè. 5 điều hay ở Tam Đảo là thứ nhất là có con nam đẹp trai. Thứ hai cũng là có con nam đẹp trai. Thứ ba... thứ ba là có chú, thứ tư là có anh Dương, thứ năm lại có con nam đẹp trai nữa chú ạ. Đấy là những lý do cho không đến. nhưng mà con mê chú lắm, con mê chú nên là thôi con sẽ để 5 điều đấy là trong trái tim của con đấy. Còn khi nào mà chú ở Vĩnh Phúc thì là chú lên Vĩnh Phúc chơi thì con sẽ dẫn chú đi quanh nhà con chơi này, rồi là con sẽ dẫn chú lên Tam Đảo chơi chú nhá. Rồi ok. Vâng rồi, chào các bạn nha. Vâng, chào chú và các nhà chú nha. Nam đẹp trai lúc nào cũng nhiều năng lượng và ra được nhiều clip hay nha. Vâng, ôi trời ơi, cho con nói thêm một chút nữa. Con mê chú từ ngày trước rồi, tại vì từ lúc mà con chưa được mọi người biết đến ý, là con đã mê chú rồi. Chú còn nhớ cái một cái buổi livestream của chú tặng quà cho con không? Từ hôm đấy con tương tư chú luôn, chú ạ. Thế cuối cùng là mình gọi là gì nhỉ? Mình ra trưởng mà là mình tìm nửa nào nhỉ? Nghe là ví dụ nhá, bạn nữ tóc bết thì không được, nhưng mà bạn nam tóc bết thì có được không nhỉ? Bạn nam thì tạm chấp nhận chứ ạ. Thế bây giờ bạn nam hơi hôi nách một chút thì có được không nhỉ? Hơi không sao chú ạ. Bây giờ là dù người ta có hôi nách hay hôi chân các kiểu thì còn chấp nhận được hết chú ạ. Đấy, ok thì mọi người ạ. Thì ra trưởng với ra trưởng gọi là cũng tùy từng gu nhá, thì ok, bye bye nhá. Vâng, các nhà chú nhá. Vâng, các nhà chú, yêu chú. Và bây giờ tắt kiểu gì chú ơi? Con không biết tắt kiểu gì. À đây. Chú cũng quên rồi. Tắt được chưa? Chú tắt rồi, con đấy không là người ta lỗi bí mật của con chú ơi. Con vừa nói cái gì nhỉ chú nhỉ? Con tuyển vợ mà. Ôi dồi ôi. Ok nhỉ, ok. Vừa chú có lộ bí mật của chú ấy. Ok. Vâng. Nói chung là gì ta? Triệu hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Từ bé nhá. Sorry, đây là tính cách của mình rồi, thì kiểu mình thích mưa tại vì mình thích ngủ trong nhà, mình ngắm mưa, còn mưa càng bão mà mình càng thích. Thì sau khi có ở với anh Dương thì lại càng thích hơn, vì kiểu sấm chớp các thứ bên ngoài ấy, nó dừng lại ở sau cái ở tấm kính ấy, và trong nhà thì vô cùng ấm áp, một chiếc chăn 37 độ. Hôm qua mình live stream nhưng mà kiểu anh Dương cứ thay đổi thời tiết là anh ấy sẽ bị hơi bị đau đầu. Tối qua cũng phải ngồi bóp đầu cho anh ấy các kiểu. Cái chụp chiếu mọi thứ rồi đấy, nhưng mà mọi thứ đều vẫn ok, vẫn ok. Chả hiểu nữa, chắc là kiểu dài. Sao? Anh cần gì? 10 giây cho anh nói luôn đấy. 10, 9,